chắc ơi kỳ ghê. Hôm nay sao căn nhà yên thế, chẳng có uống nhưng chẳng hiểu do đâu mà thấy sâu sâu sâu. Bố mừng như ông dày la, tôi dám bắt câu thì mà đặt lên tin. Rất rối trong tôi và quên hôm nay im im là chẳng thì. Tự nhiên là chẳng thì. Hằng ngày đã quen với những điều phiền toái. Con như tin ông dày la. Chú chim vượt ca, chú chim hoa ca, thêm cho gia đình ta. Yeah. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không có sân cho những chuyện vô phiếm. Ngồi xa khoai tây và ngồi trên tầng mây, ta ngồi đây và vẫn cứ tám chuyện. Vậy mấy thứ tầm thường qua đi, vì sẽ cứ luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta có những củ khoai tây thật ngọt, vậy hãy cùng nó lên món cà ri. Tất cả biển lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô từ ngày thành thời lo chi cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một dài luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi nhau chung chuyện cả gia đình ta. Mẹ. Gì? Mẹ làm gì mà đếm tiền hoài vậy? Trời ơi, mẹ đếm nãy giờ mấy chục lần rồi đó. Cứ đếm qua đếm lại. Bộ mày nghĩ là sẽ đếm như vậy nó sẽ lòi ra được thêm đồng nào hả? Giấy 1000 thì nó chồng cao. Giấy 100 không thấy tờ nào hết. Tôi nói tiền vô như giọt cà phê, mà tiền ra như nước sông Đà chảy ra. Ước gì ha có cục tiền ha nó rớt xuống đầu mẹ một cái bóp, mẹ bể đầu mẹ cũng chấp nhận. Con nói cho mẹ biết nha, bây giờ con với mẹ không có bị nợ là may mắn lắm rồi. Mẹ còn ước cái này ước cái kia làm chi vậy? Nè. Gì? Lại đây coi nè nè. Coi cái gì? Mẹ lại mày nhìn thử coi, con thấy người này quen lắm luôn á. Đâu? À, rồi. Bạn cũ của ba phải không mẹ? Ê, đúng rồi, là ông này nè. Ông này hả lừa tiền ba để mua cổ phiếu công ty của ổng đó. Vậy hồi xưa là ổng nợ ba mình á? Ổng mượn tiền ba của con rồi ổng không có khả năng chi trả. Sau này ổng quy đổi ra 100 cổ phiếu. Mẹ còn nhớ nha, cái lần cuối cùng mẹ kiểm tra giá cổ phiếu là 3.400 đồng một cổ phiếu đó. 3.400 thì nó cũng tương đương với lại 340.000 đó mà. Thì đúng rồi, mẹ định chừng nào mà tới 500 thì mẹ bán. Mà bây giờ ổng lên TV vậy là chắc ổng nổi tiếng lắm. Mà ổng đã nổi tiếng vậy là công ty của ổng thế nào là giá cổ phiếu cũng tăng à. Kiểm tra liền. Kiểm tra liền có tăng bao nhiêu. Tăng cao bán liền lẹ lẹ. Trời nữa hả? Kiểm tra đi lẹ. Thiệt luôn á, sao mẹ tôi còn lên nè. Chắc chắn là phải lên. Lên. Lên cao lắm hả con? Lên cao lắm hả? Bao nhiêu? Tăng. Tăng bao nhiêu? 500 đồng. 500 đồng. Bà giờ con nói mày rồi. Mày làm ơn mày đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Trời đất ơi, suốt ngày mẹ cứ toàn là mơ giữa ban ngày thôi. Mẹ nên tỉnh táo lại. Mẹ không có mơ, mẹ cứ căn cứ rõ ràng chứ bộ à. 20 triệu. Bây giờ những công ty nhỏ và vừa hot lắm. Nhất là những công ty về mảng sinh học đó. Chỉ cần đưa ra những công nghệ mới thôi thì nó lên đến 20 triệu là chuyện bình thường. Wow, vậy hả? Cổ phiếu mấy công ty đó mà tăng nhiều vậy hả? Ủa, cái này chuyện bình thường thôi mà. Sao chị có dễ quan tâm về chuyện cổ phiếu vậy? Bộ chị có mua ở đâu hả? Dạ không, dạ hỏi chơi cho vui thôi, dạ. Rửa giùm tôi. Nè, ông ở bệnh công dơ lắm rồi đó. Ngày mai chị lau giùm tôi nghe. Cổ phiếu 100 cổ phiếu 2 tỷ. 2 tỷ. Wow, anh giỏi thế. Đi lại đi. Ok nha. Ok, chắc em chơi trước luôn á. Ê, vô đồng tết. Ủa, ở đâu hả? Có gì không? Cái đồ không? Cho em mượn USB coi. Hãy có dễ thương ơi, hãy có dễ thương. À, em muốn USB hả? Để anh xíu nha. À, không nghe chị bắn mì không?
Em cũng muốn chơi chung với anh lắm, nhưng mà tại vì bây giờ em còn đang bận việc cho nên là em xin lỗi anh nha. Em vô lấy dưới bi. Con thấy gì chưa, con thấy gì chưa? Giá cổ phiếu hôm nay con gần 20 ngàn rồi. Chúc mừng mẹ. Mẹ đã có 20 ngàn. Ừ. Nè nè, chị Tuyết nói đây nghe. Có thể một ngày nào đó giá cổ phiếu sẽ tăng lên 20 triệu. Trời ơi, mẹ có 100 cổ phiếu trong tay mà 20 triệu là mẹ con mình sẽ có 2 tỷ. Tèn tèn tèn. Nếu mà có 2 tỷ mình sẽ làm gì đây con ơi? Tèn tèn tèn. Mình đi ngủ nha mẹ. Thôi con vui quá. Có 2 tỷ trong tay mẹ con mình sẽ làm cái gì bây giờ, phải tính trước đi chứ. Con nói mẹ đi ngủ đi, rồi tự nhiên mẹ sẽ mơ điều đó trong giấc mơ của mẹ. Là mình sẽ biết trong đó là có 2 tỷ mình sẽ làm gì. Ý con là vậy đó. Nè, đừng có cắt đứt giấc mơ của mẹ vậy. Mình phải tính trước đi nha. Mẹ nói con biết nghe chưa. Nếu mà mẹ có 2 tỷ trong tay hả, mẹ sẽ mua một cái biệt thự. Ở trong biệt thự sẽ có cái hồ bơi, rồi sẽ có cái sân vườn, rồi có phòng karaoke, rồi sẽ có cái phòng xông hơi ha. Rồi sẽ có chiếc xe hơi, chiếc mô tô phân khối lớn. Uốn chạy xe vô luôn. Tèn 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 tèn. Còn mua cái gì nữa không ta? Mình mua cái gì nữa không? À, dứt khoát là mình phải mua cái gói để mình nằm ngủ, để mình chìm sâu vô giấc ngủ, và sau đó mình sẽ mơ được những điều giống như mẹ nói vậy đó. Đi ngủ nha mà, cho con làm việc mà. Cạn lời con luôn. Chắc chắn là cổ phiếu sẽ lên, mẹ chắc chắn điều đó. Ê đúng rồi, mình còn thiếu nữa, ở trên sân thượng của mình phải có lò nướng để cuối tuần mình tổ chức mít ở trên đó. Mình phải nướng cù nè, nướng bò nè, nướng dê nè. Trời ơi, còn thiếu cái gì ở trên sân thượng nữa không ta? Bỏ có tài. À, cô Hà ơi. Dạ. Cô Hà. Thế giới vẫn đang gặp nhiều thách thức. Dạ, chú kêu. Nhà mình ăn gì á? À, chị Tuyết thích ăn bún riêu à. Cho nên con nấu một nồi bún riêu để dưới bếp á. Trời, bún riêu hả? Dạ. Ôi, tôi đang thèm cháo gà, nấu cho tôi nồi cháo gà đi. Ôi, dạ được. Để con chạy ra chợ con mua gà về nấu cháo chú ăn ha. Khoan khoan. Ở nhà mình đã có bún riêu rồi. Ba ơi, hôm nay ba ăn đỡ bún riêu đi. Rồi bữa khác ăn cháo gà ba hả? Cái gì? Ba đang thích ăn cháo gà thì bắt bún riêu là sao? Nhưng mà bây giờ nấu bún riêu rồi, nấu thêm cháo gà nữa rồi ngày mai lại dư ai ăn nữa ba? Chị cứ đi làm việc của chị đi. Dạ. Trời ơi trời, thì muốn ăn cháo gà cũng được. Dạ, sắp xuống lỗ đến nơi. Muốn ăn cháo gà cũng không cho. Bà muốn ăn thì phải ba phải nói trước. Muốn ăn gà xe vai nhà mình có. Tự nhiên tôi thích cháo gà, ăn gà xe vai. Thì thôi. Dạ đây. Mày còn thua cháo gà đó. Thì vậy thì hôm nay ông ăn được thì mai ăn, là ta ăn coi tivi mà. Tôi thích tắt, tôi tắt, được không? Nay ăn bún riêu hả? Ừ. Thèm tôi bún bò. Gì nữa? Bún riêu cũng ngon. Nè, phần của em đã xong rồi nha. Còn phần của anh á, nhất định là phải hoàn thành trong hôm nay nha. Đừng có mà ham chơi bán bi. Nói gì vậy? Bộ nghĩ anh thích chơi lắm hả? Tại vì anh Toàn anh cứ rủ hoài nên mới chơi cho anh vui thôi. Hồ, vậy á hả? Ờ. Anh á, đừng có đổ thừa. Em thấy anh chơi là tại vì anh ham vui thôi, chứ ở đó mà lấy anh Toàn làm cái cớ hả? Em thấy là giờ anh cứ như một đứa con nít 7 tuổi suốt ngày đòi chơi bắn bi hoài nên mới chơi thôi. Ủa anh Toàn? Ờ, cô Hà nói em dưới này nè, cho nên anh mới tính chạy xuống. Nhưng mà chắc là hai đứa em đang bận làm việc rồi hả? Vậy thôi anh lên phòng nha. Anh Toàn. Ờ, anh Toàn, không phải vậy đâu anh Toàn. Anh Toàn, nghe em nói nè. Anh Toàn. Nè, anh Toàn, không phải vậy đâu. Anh Toàn, em thích chơi với anh lắm luôn á. Mà tại vì em sợ Song Nghi nói em là lớn rồi còn mê chơi nên em mới nói với cổ vậy thôi à. Anh Toàn. Thôi, không có sao đâu. Đúng rồi, người lớn mà đâu ai thích chơi bắn bi đâu. Không thích thôi, không được mới chơi đâu em. Không phải vậy nè.
Là tại vì bắn bi thì đúng là em không thích chơi thiệt, nhưng mà mấy chọc đá banh nè, bóng rổ nè, rồi đua xe bắn súng em thích lắm luôn á. Mốt chơi chung với em nha. Nè anh Tài. Thôi, không thích á thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Anh chơi mình được rồi. Trời ơi, anh không biết hả? Trong nhà này á, anh là người duy nhất mà em thích chơi chung á. Nha, em nói rồi nha. Mốt anh chơi mà không rủ em đi, em giận anh luôn. Giận luôn hả? Giận luôn á, không rủ em chơi em giận anh luôn. Không rủ là giận luôn hả? Đó. Còn, vậy thì rủ. Hứa đi. Hứa luôn. Rồi. Anh thích chơi con này quá ha. Và trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang dần cải thiện tốt hơn, cũng như diễn biến tiền lương có xu hướng gia tăng, xích cái chân OECD vô cái. OECD dự báo lạm phát tại đây có thể sẽ tăng từ 1,2% trong năm 2016. Coi TV mà ông nằm dài như là lười biếng nhất thầy. Đây là một hình thức làm việc. Coi TV để mà tôi đánh giá cái tình hình kinh tế thế giới nó như thế nào. Và sau đây là thời khắc nóng bỏng nhất của cuộc thi Hoa hậu bãi biển năm nay. Ông có gì vậy? Bà làm tôi rối là tôi bị lộn kinh rồi thấy không? Trời nóng thiệt á. Phiên tòa đầu tiên là về vụ ông Tố Hoại Tô, giám đốc điều hành tập đoàn đa cấp MA. 500 tỷ là tổng số tiền ông Tô đã lừa đảo được thông qua hình thức bán hàng đa cấp. Ông Tô cam đoan sẽ hoàn trả lại tiền nợ cho các nạn nhân sau khi mình được thả. Chị ơi, nhà có một cái TV coi được rồi, không cần coi TV của chị. Dạ xin lỗi. Người quen của chị hả? Dạ không có, dạ không quen biết gì hết á. Dạ. Sầm My có chuyện lớn rồi con ơi. Có chuyện lớn rồi con. Chuyện lớn rồi. Không dịp mà. Không. Chuyện lớn là chuyện gì? Quan trọng lắm. Nè. Mẹ. Gì? Đừng có nói với con chuyện lớn ở đây. Mẹ đang nói là mẹ đã lén lấy tiền đi mua đồ đa cấp nha. Nè, con vừa thấy ra chưa? Không phải chuyện đó đâu. Mà là chuyện ở trên TV mới vừa đưa tin. Ông giám đốc ở công ty MA đó hứa sẽ trả tiền khi mà ông được thả. Trời mẹ ơi, làm con hết hồn à. Cái tưởng đó là mẹ lấy tiền đi mua mấy cái đồ tào lao nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ nghĩ sao mẹ đi tin một cái người như vậy vậy? Hết người để mẹ tin rồi hay sao? Trời ơi, ổng lừa mẹ một lần rồi, bây giờ lần này ổng có lừa thêm một lần nữa thì cũng là chuyện bình thường đó mà. Nè, còn tòa án nữa chi hả? Mẹ đã nói với con rồi, mẹ linh cảm lần này ổng sẽ trả tiền. Trời ơi, mẹ ở hiền mà con. Mẹ ở hiền thì trước sau gì mẹ cũng gặp điều lành nè. Ông trời không bao giờ tiếc được những người ở hiền lành như mẹ đâu. Tình luôn, con không hiểu mẹ sao á. Riết là con thấy trong đầu mẹ bây giờ chỉ có một chữ tiền thôi à. Trong lấy tiền lấy gì sống bà. Trời ơi, trời ơi. Sao mẹ nói mà. Nè, đây con coi nè. Giá cổ phiếu hôm nay tăng lên 200 đồng rồi. Mẹ có linh cảm là mẹ sẽ có tiền. Vận may của mẹ con đã tới rồi Sông Y ơi. Nè con coi nè. Ôi trời ơi, bữa nay mà tăng lên 200 nha. Ê, dám từ giờ anh chịu tăng lên 500-600 lắm con. Trời. Nói chuyện con chán thiệt á. Spider-Man, người nhớ. Anh thích phim này lắm hả? Hay lắm luôn á. Anh coi phần mấy rồi? Anh coi 3 phần rồi. Trời, mới coi 2 phần à. Phúc, hay gì không? Mấy thằng công á. Anh thích ăn cái đó hả? Đồ ăn ngon lắm luôn á. Ôi, em cũng mời ăn giặt lắm á. Đi lại ăn. Thiệt không? Thì em nói thiệt mà, em mời ăn giặt lắm. Hay là tại vì anh thích cười em với bộ em ăn với anh cho vui thôi. Anh nói vợ em là dân ăn giặt mà. Đi nói gì quá. Đi. Em ngon mà anh. Ngon lắm luôn á. Em lấy cho anh cái nữa nha. Có cái nữa không? Mà ớt cay quá. Đây, cái này em lấy ớt ra cho anh luôn cho. Cay mà. Ơi, có đứa nào ngoài đó không? Giờ không biểu coi. Có đứa nào không? Mệt quá trời ơi. Đứa nào không? Nội mà. Bị sao vậy nội? Rồi đó, anh đó con. Dạ. Ông mệt quá. Ôi, để con xem thử nha. Ô, chết, ông sốt rồi nè. Đợi con tí nha, con có thuốc để con đỡ nội uống hạ sốt nha. Trời ơi, sao mệt quá. Dạ nội. Thuốc đâu con? Ôi chết, hết rồi. Con uống lúc nào con không biết luôn. Trời ơi.
Hay là bây giờ nội cứ để con đi lo, con phải ra quận lo giấy tờ tí xíu, xong rồi trên đường con về con mua thuốc cho nội nha. Trời ơi, ông qua ở nhà hả? Tụi nó đâu? Dạ, cả nhà đi hết rồi nội. Ba mẹ thì đi họp lớp rồi, còn anh Toàn với Phúc thì con không biết đi đâu hết á. Giờ không ai rồi, con bỏ nội con đi hả? Nội thông cảm đi mà, tại vì con phải đi lo tí công việc nha. Trời, nhưng mà nội yên tâm đi, ba mẹ sắp về rồi. Ôi trời ơi, khổ quá. Nội. Con đã truyền nội công tu luyện của con cho nội rồi, nội chắc chắn sẽ hết bệnh hơn. Thôi bây giờ con hãy tranh thủ đi nha nội, xong rồi con về sớm, con sống sống con về sớm mua thuốc cho nội nha. Nội đợi con nha. Trời ơi, mới làm cái trò gì vậy trời? Nhi ơi. Dạ. Dạ chị. À, em có bận gì không vậy? Dạ không. À, tại vì giờ chị phải đi lấy giấy tờ quan trọng á, nhưng mà nhà thì không có ai hết, rồi ông thì đang bệnh nữa. Em lên lầu canh ông giúp chút xíu giùm chị nha. Ông bị bệnh hả chị? Chắc ông bị cảm cúm bình thường thôi à, nhưng mà tại vì ông lớn tuổi rồi đó nên chị hơi lo tí. Dạ vậy thôi chị cứ đi đi, có gì chút nữa em lên em coi ông cho. Rồi chị nhờ em tí nha. Dạ đúng rồi. Rồi đó. Ông ơi, con Song Nghi nè ông. Con nghe nói ông bị bệnh hả ông? Ông cho phép con vô phòng nha. Vô đi con. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông lạnh quá con ơi. Trời ơi, sao ông sốt cao dữ vậy? Ông lạnh lắm hả? Vậy chắc là ông bị cảm lạnh rồi. Thôi ông chịu khó đợi con chút xíu nha, con quay lại liền nha. Có gì đâu. Thôi ông nằm nghỉ xíu nha, để con xuống con nấu cháo cho ông. Cảm ơn con. Dạ. Ủa, con làm gì trở vậy? Ông bị bệnh rồi mẹ. Hình như là cảm lạnh á, nhưng mà con thấy nặng lắm á. Vậy à? Ừ. Anh Toàn, đây có anh này của em nè. Anh thích chơi giờ này hả? Anh thích chơi trò nhúng nhúng nhảy nhảy này hả? À. Ê, vậy mình vô chơi đi. Em thích chơi thiệt không? Hay là em chơi cho anh vui thôi? Trời ơi, nói gì em thích thiệt. Đi. Qua mua vé, đi. Chị ơi, cho em 2 vé. Ôi, anh Toàn, cái này nhảy đã quá à. Đã thiệt. Trời, có khi nào hai anh em mình sẽ bay lên trời luôn không? Bay lên. Đây là giáo sư Nhân. Đúng rồi, bay vậy nè. Đã. Đảo quá. Anh Tài. Anh thấy đã không? À, cũng vui á. Anh nhìn nè, anh nhìn làm Superman nè. Anh thấy ghê không? Thấy ghê luôn. Mọi bất khi nào á, hai anh em được mời ra Hollywood đóng phim siêu anh hùng á anh Toàn. Vậy hả? Hả? Anh thử làm Superman luôn đi. Nè, dòm anh nè. Wow. Ngon quá. Dạ, chú ăn cháo xong rồi, chú còn muốn ăn gì nữa không? Để con kia xong nghi nấu cho chú ăn. Cảm ơn con, chú cảm ơn con nhiều lắm. Ông cũng cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, đâu có gì đâu ạ. Nhà ông đâu phải là ít người đâu, nhiều người lắm chứ. Mà khi ông đổ bệnh xuống, có một ai ở nhà chăm sóc cho ông, cũng lập lũ vô tâm.
không quan tâm gì tới ông cả. Đúng bất hiếu. Kể từ bây giờ, chú sẽ nhận con là con gái nuôi của chú. Ông sẽ nhận con là cháu gái nuôi của ông. Để ông hết bệnh, ông sẽ thưởng lớn cho hai mẹ con. Thưởng lớn hả chú? Ừ. Ủa anh hả? Sao về sớm vậy, mình không chơi tiếp nữa? Thôi hôm nay á là mình đi chơi nhiều đủ rồi, để mai mốt á đi chơi tiếp. Ờ tiếc ghê ha. Thôi để bữa khác đi mình chơi tiếp. Không mấy ngày mai mình đi chơi tiếp nha. Mai hả? Ngày mai á. Ờ mai cũng được. Cũng được lắm á. Ủa mà khoan nha, em nhớ như mai là ngày chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Chủ nhật là chỗ đó nó nghỉ á, nghe đồn loáng thoáng là vậy á. Không có phải đâu. Hồi nãy á, trước khi về anh có hỏi rồi. Ngày mai á, người ta vẫn làm việc bình thường luôn á. À ok, vậy mai mình đi chơi anh hả? Ừ. Yeah, mai đi chơi. Mẹ đang nghĩ đến chuyện thưởng lớn. Là thưởng cái gì? Mẹ nói tới chuyện của ông á hả? Ờ. Con nghĩ là ông chỉ nói vậy thôi, chứ chắc không có gì đâu. Không có đâu. Ông giàu, ông nói chuyện nghiêm túc lắm. Thưởng lớn nè, rồi giá cổ phiếu nè, rồi chuyện ông giám đốc MA sắp được thả ra nè. Song Nghi ơi. Dạ. Có lẽ mẹ con mình sắp sửa phát tài rồi Song Nghi ơi. Sắp sửa phát tài chắc luôn rồi Song Nghi ơi. Lại trời lại Phật, cho giá cổ phiếu lên 20 triệu một cổ phiếu. Lúc đó mẹ con mình sẽ giàu to. Rồi ông Tố Tồ Tô sẽ trả tiền cho mẹ con mình. Rồi ông giàu sẽ tặng cho mẹ con mình một cái biệt thự thiệt là lớn. Thiệt là lớn. Ba định làm gì nữa vậy ba? Từ từ rồi con sẽ biết. Dạ. Nội ơi, con mời hai mẹ con Hà lên nè. À, cảm ơn con. Mời hai mẹ con vô đây. À, đứng đó đi. Bắt đầu đi con. Dạ. Mọi người đã có mặt đông đủ. Đề nghị mọi người tập trung trật tự, không bàn chuyện riêng và nghiêm túc để nghe ông giàu đọc quyết định nhận cháu gái và con gái nuôi danh dự của mình. Bò. Dạ. Nhạc. Dạ. Xin mời cô Song Nghi và bà Mỹ Hà bước lên phía trước một bước. Định bày trò gì nữa đây? Trong lúc tôi lâm trọng bệnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hai mẹ con đã chăm sóc tôi tận tình. Và nay tôi quyết định công nhận cháu gái và con gái nuôi danh dự đời thứ 43 của dòng họ Huỳnh. Vỗ tay. Và kể từ bây giờ, cả hai đã trở thành người nhà danh dự của họ Huỳnh và được hưởng những quyền lợi như sau. Một là hai người có thể cùng ngồi ăn cơm với các thành viên khác bất cứ lúc nào mà mình muốn. Hai là có thể dùng bất cứ nhà vệ sinh nào trong nhà để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Ba là có thể tự do vào phòng ông thanh giàu,
4 là nhà của em, phòng của em nữa. Ừ. 4 là có thể chăm sóc và chơi với con đậu đậu bất cứ lúc nào. 5 là có thể ngủ với con đậu đậu bất cứ lúc nào. Chính xác. Ê Vy, cái gì? Đọc cái gì? Dạ. Ô, con lộn, con lộn. Trời đất ơi, đậu đậu nó ở trong chuồng mà không thể nào vô chuồng mà ngủ được. Dạ dạ dạ, con lộn, xin lỗi. 5 là có thể ngủ trong nhà kho bất cứ lúc nào, nhưng chỉ được phép ngủ một người bởi vì nhà kho rất chật. Hết. Ông đã giữ lời hứa với hai mẹ con rồi đó nha. Trời ơi, còn gì nữa không? Đọc tiếp phần thưởng đi. Dạ. Và đây sẽ là phần rất ý nghĩa trong buổi công nhận ngày hôm nay. Đó là những phần quà rất giá trị của cuộc đời ông Thanh Giàu sẽ trao tặng cho hai mẹ con. Món quà thứ nhất đó là hai chiếc nón nằm trong bộ sưu tập có giới hạn của ông Thanh Giàu. Hai cái nón nó hứa cho ba rồi, chơi lấy lại. Đó. Quá đẹp, quá đẹp. Chuẩn bị đón nhận món quà thứ hai cũng ý nghĩa không kém. Món quà thứ hai là một bức tranh thư pháp do chính tay ông Thanh Giàu vẽ để chúc mừng ý nghĩa và sự yêu mến của mình dành cho hai mẹ con. Đây. Và bây giờ sẽ là món quà cuối cùng. Tôi nghĩ rằng món quà này hai mẹ con sẽ rất thích bởi vì nó rất ý nghĩa, sẽ được đến từ chính ông Huỳnh Thanh Giàu. Tuy nhiên, phải đợi tới ông Huỳnh Thanh Giàu đi chùa thì lúc đó ổng mới cầu trời khấn Phật cho hai mẹ con được bình an tai qua nạn khỏi. Và buổi công nhận cháu và con gái tới đây là hết. Vỗ tay. Nhớ cái đầu đi. Mẹ, công nhận ông dễ thương quá mẹ ha. Dễ thương con khỉ. Trời ơi, tưởng sao mấy món này nè, không đáng giá đồng xu nữa. Sao vậy? Mẹ không thích hả? Ừ, vậy thôi, đỡ với mẹ nè. Cảm ơn con nha. Nè, mẹ tặng con luôn á. Bây giờ thì hết trong ông và ổng rồi. Mẹ chỉ còn trông chờ vào cái giá cổ phiếu của ông Tố Hai Tô vậy lên. Cái gì? Hả? Trời ơi, cái tên khó nhớ quá. Vậy làm sao mà cổ phiếu lên được không biết nữa. Tô. Cái gì đó? Mẹ ơi, tên người ta là Tô. Tên đầy đủ là Tố Hoài Tô. Tố Hoài Tô. Ừ. Trời ơi, có cái tên mà không nhớ. Dễ thương chứ bộ. Anh Toại, nhìn em xíu không anh Toại? Em dễ xíu không nè? Vui hả? À. À, yeah. À. Nè, bộ anh đi chơi thảm nhúng về nữa hả? Anh đó, phần việc làm xong chưa? Chưa, mà giờ anh đuối quá rồi, chắc bữa khác là. Đuối quá à, ai biểu? Suốt ngày ham chơi, chơi cho vũ vô, rồi chơi lâu lắm hả? 4-5 tiếng lần đó. 4 tiếng, 5 tiếng? Anh đùa hả? Bộ anh định chơi cái đó cho đến ngày mà anh đi biểu diễn xiếc luôn hả? Cái đó có gì vui không? Không phải, tại vì từ sau vụ bữa đó anh phải làm bộ anh chơi với anh cho anh vui. Em không biết đâu. Ê, chạy mắt mũi rồi kìa. Đó đi chưa, chơi cho dữ vô. Anh đừng nói cho anh biết nha, anh biết anh buồn á. Chán anh thiệt á. Em yên tâm đi, cái trò đó anh thấy anh không có thích lắm đâu. Anh cũng mau chán à. Sâm Nghi. Ủa, anh coi em. Lại đi. À, ngon lắm luôn á. Ờ. Nè. Cho em hả? Ừ. Cảm ơn anh. Hết luôn Nguyên nha. Ồ, nhiều quá à. Ờ, nhưng mà anh Toàn, em hỏi nè,
Sao em thấy anh chơi cái trò mà nhảy nhúng, nhúng nhảy gì á, chơi hoài không chán hả? Trò đó hả? Vui ơi là vui luôn á. Trò đó mà chơi 100 năm nữa là cũng không có chán đâu á. Thiệt. Vậy hả? Không mấy ha, bữa nào á Song My tập chơi thử đi, đảm bảo nha, chơi xong một cái là ghiền ghiền luôn, cho hoài luôn á. Mà biết sao không? Mà anh phải giấu á, anh không có cho Phúc biết là anh mê cái trò đó đâu. Anh phải giấu, giả bộ không á. Ủa sao anh phải giấu vậy? Thì tại vì á, Phúc mà biết được anh mê vậy ha, là Phúc sẽ ép mình chơi chung với anh á. Mà anh không có muốn vậy đâu. Vậy hả là Phúc chán lắm luôn á. Cho nên là anh phải giấu. Mà em cũng phải giấu không cho Phúc biết á, biết chưa? Xong. Xong việc ngày hôm nay. Chết chết. Lu bu quá. Quên coi giá cổ phiếu ngày hôm nay sao rồi. Trời, tụt hơi thảm vậy. Còn có 2.500 à. À, chị Hà. Chị sao vậy? Có chuyện gì hả? Chị Tuyết à, chị cho tôi hỏi. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Người ta nói sao chị? Theo tôi biết á, thì công nghệ của công ty đó chưa có hoàn thiện, chỉ là do báo chí giật tít lên thôi. Khi mà bị phát hiện, cổ phiếu giảm là điều tất yếu. Thôi. Nè, con xuống đây. Đây, đây, đây. Nè, mẹ nhìn kỹ đi nha. Cái ông giám đốc đa cấp của mẹ đó bị tuyên án là 20 năm tù rồi nè. Tiếp ngay mà. Trời ơi. Sao mà bao nhiêu chuyện xấu đều xảy ra cùng một ngày vậy trời. Sao chịu nổi. Đón xem tập 52 Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 ngày 31/10/2018 trên kênh HTV7. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thành thời lo chi cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh đều một ngày luôn luôn có cả gia đình ta.